Tôi phải hỏi thật là sau khi mà trả lời sai ở câu này, bạn có điều gì muốn nói với bạn Hoàng Dương không? Người mà đã đẩy bạn vào cái thế phải trả lời câu hỏi. Thực ra thì cái này ở vị trí của bạn Hoàng Dương thì có lẽ em cũng phải làm như vậy. Rất cảm ơn bạn vì đã đến với chúng tôi và chúng tôi chúc bạn thành công, may mắn hơn trong cuộc sống. Như vậy là chúng ta đã làm quen với đủ 6 người trên chiếc ghế nóng. Bây giờ thì còn lại với chúng ta chỉ có 3 người chơi nữa thôi. Sau khi 3 người chơi đã trả lời sai và đã phải chia tay với chương trình. Câu hỏi thì sẽ chỉ còn 2 câu hỏi nữa. Với mức thưởng cao nhất bây giờ không phải 50 triệu mà là 35 triệu. Nếu như bạn vượt qua 2 câu cuối cùng này, bạn sẽ là chủ nhân của phần thưởng trị giá 35 triệu. Bạn đã chơi với chúng tôi và bạn đã sử dụng quyền bỏ qua. Bây giờ thì bạn đã hết quyền bỏ qua, sẽ phải chơi tới cùng, trả lời tới cùng thì thôi, dù đúng dù sai, đúng không ạ? Dạ vâng. Chúng tôi thì chúng tôi muốn trước khi chơi với bạn Vân một chút căng thẳng, chúng ta sẽ nghỉ thêm ít phút. Lại gặp lại bạn trên chiếc ghế nóng. Bạn đã bỏ qua và bây giờ đến lượt bạn trả lời tiếp. Xin hỏi là bây giờ thì tâm trạng bạn thế nào ạ? Tôi không thấy hồi hộp như lần trước nữa, nhưng mà thấy hơi mệt thôi ạ. Mệt. Hy vọng là bạn sẽ trả lời đến câu cuối cùng. Chúng ta phía trước còn 2 câu hỏi nữa, 2 câu hỏi và 3 người chơi. Bây giờ sẽ là câu hỏi trị giá 25 triệu. Gốm Hoa Lam chủ yếu được thịnh hành trong thời kỳ nào? A. Thời Mạc, B. Thời Đinh, C. Thời Lý Trần hay D. thời Lê Nguyễn. 45 giây dành cho bạn bắt đầu. Thời Mạc thì tôi nghĩ là không phải. Tôi thiên về phương án C. Hoa Lam. Tôi chưa nghe tên gốm Hoa Lam bao giờ. Còn 10 giây nữa. Vâng. Tôi chọn đáp án C. C. Thời Lý Trần. Ở khi còn 2 giây nữa thì hết 45 giây, tức là giây 43 thì bạn quyết định chọn C. Lý Trần. Theo cảm tính hay là theo trí nhớ? Tôi theo chọn theo cảm tính. Chúng ta sẽ xem kết quả. D. Câu trả lời đúng phải là D. Bởi vì với đặc trưng hoa văn phong phú, rồng, phượng, sen, cúc v.v. được vẽ bằng men màu xanh lam lên cốt gốm dưới một lớp men trắng láng bóng phủ lên toàn bộ đồ gốm. Đấy là cái gốm hoa lam. Giải thích cho bạn như vậy. Đó là sản phẩm thịnh hành trong thời Lê Nguyễn. Và như vậy là bạn, chúng tôi sẽ chia tay với bạn ở đây. Cảm ơn bạn đã đến với chúng tôi và chúc bạn hạnh phúc, may mắn trong cuộc sống. Xin mời. Lại gặp lại bác sĩ sản phụ. Bây giờ thì anh cảm thấy thế nào khi lần thứ hai ngồi lên ghế nóng? Quả thật là cái câu hỏi của tôi phải thực hiện cái quyền pass đấy thì tôi cũng không chắc chắn lắm. Và đây cũng là cái cơ hội lần thứ hai tôi lên và chắc là phải quyết tâm thôi. Chắc phải quyết tâm thôi. Vâng. Như vậy là có 4 người chơi đã trả lời sai. Bây giờ mức thưởng của chúng ta sẽ còn chỉ là cao nhất là 25 triệu. Và bây giờ cũng sẽ là câu hỏi thứ 15 ở mức thưởng 25 triệu. Câu cuối cùng, lượt thứ 15. Nếu như trả lời đúng thì anh sẽ nhận phần thưởng trị giá 25 triệu. Nếu như trả lời sai, anh sẽ quay trở về mốc 5 triệu. Bây giờ là câu hỏi trị giá 25 triệu. Chú gấu là biểu tượng của liên hoan phim nào? A. Berlin, B. Cannes, C. Venice hay D. Calovivari. 45 giây bắt đầu. Cannes thì là giải cánh cọc vàng, nếu mà tôi nhớ không nhầm. Calovi thì tôi cũng không. Trời ơi. Bernie thì
Vì vậy nên đáp án cuối cùng của tôi là đáp án A, Đắc Đi. A, Đắc Đi. Như vậy là ở giây thứ 23, bạn đã quyết định đưa ra câu trả lời cuối cùng của mình là A, Berlin, vâng. Sau khi loại đi các phương án còn lại, đúng không ạ? Vâng. Đây là giây phút rất hồi hộp. Hoặc là tôi sẽ ký một tấm séc trị giá 25 triệu. Hoặc là tôi sẽ không ký tấm séc mà bạn sẽ có một phần thưởng trị giá 5 triệu. Vâng. Chúng ta sẽ xem kết quả. A! À, xin chúc mừng! Thật là tuyệt vời, mỗi khi người chơi trong chương trình Ai là triệu phú và Ai là triệu phú ghế nóng lại càng vui hơn, nhận được những giải thưởng lớn như vậy. 25 triệu đồng sẽ là tấm séc mà tôi sẽ ký để gửi tới anh. Đó là phần thưởng của anh, người đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 15 của chương trình Ai là triệu phú ghế nóng. Hy vọng là đây là những dấu hiệu cho sự khởi đầu may mắn cho tất cả những người tham gia chơi chúng tôi trong chương trình Ai là triệu phú ghế nóng. Đây là tấm séc trị giá 25 triệu. Giải thưởng của anh. Xin chúc mừng một lần nữa. Dạ vâng, xin cảm ơn. Thưa quý vị, vậy là bác sĩ Hiệp, một bác sĩ sản phụ của Bệnh viện Bạch Mai, sau khi kịp đỡ đẻ cho cô em gái của mình đến chơi với chương trình Ai là triệu phú ghế nóng, đã là người đưa ra câu trả lời cho câu hỏi cuối cùng, câu hỏi thứ 15, và đã trả lời đúng và đã nhận phần thưởng trị giá 25 triệu đồng của chương trình. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng anh và chúng tôi xin gửi tới quý vị khán giả yêu quý chương trình Ai là triệu phú, và bây giờ sẽ tiếp tục yêu quý chương trình Ai là triệu phú ghế nóng của chúng tôi. Xin cảm ơn chân thành và xin hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tuần sau.